khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Những điều khiến cho Barron Trump khác biệt với những người con khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Barron Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Không những vậy, cuộc sống của cậu con trai nhà Trump còn khác biệt so với những người con khác của Tổng thống Mỹ trước đây. Không bị choáng ngợp khi chuyển tới Nhà Trắng. Thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, Barron Trump vẫn chưa chuyển tới ở cùng với cha tại Nhà Trắng ngay. Khi ấy, cậu vẫn đang theo học tại ngôi trường cũ và ở trong campaign house đá vàng tại tháp Trump ở thành phố New York, Mỹ. Tại đó thì cậu con trai của Tổng thống Mỹ đã sở hữu nguyên một tầng trong tòa tháp nổi tiếng này. Những người con của các đời Tổng thống Mỹ trước thường bị choáng ngợp bởi những thay đổi trong lối sống sau khi cha của họ trở thành ông chủ của Nhà Trắng. Tuy nhiên thì với Barron Trump, có lẽ cậu đã quá quen với các cuộc sống sang trọng bởi ông Donald Trump cũng là một ông trùm khách sạn và bất động sản. Nền giáo dục khác biệt. Thông thường, những đứa trẻ sinh sống tại Nhà Trắng sẽ theo học tại ngôi trường Sewell Friends như một truyền thống trong suốt 35 đời Tổng thống. Tuy nhiên, Barron Trump đã lựa chọn cho mình ngôi trường St. Andrew's Episcopal ở thành phố Potomac, bang Maryland. Theo đệ nhất phu nhân Melania Trump, đây là một quyết định đúng đắn bởi trường St. Andrew sở hữu cộng đồng đa dạng và có nhiều thành tựu xuất sắc trong việc giảng dạy. St. Andrew's Episcopal là một trong những ngôi trường tư thục có lịch sử lâu đời nhất nước Mỹ với học phí khoảng $40,000 trên năm. Barron Trump được đánh giá là một cậu bé thông minh có khả năng nói được nhiều ngoại ngữ khác nhau. Mang dòng máu lai. Tiếng Anh vốn không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Điều này khiến cho bà trở thành đệ nhất phu nhân khác biệt nhất của nước Mỹ. Barron Trump đã thừa kế dòng máu Slovenia đặc biệt của mẹ. Cậu bé cũng sử dụng tiếng Slovenia song song với tiếng Anh và học thêm ngoại ngữ khác ở trường. Đam mê thể thao. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đều từng khẳng định con trai mình là một người yêu thể thao. Theo đó, hoàng tử Nhà Trắng hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Arsenal và đã chơi cho các đội bóng dưới 12 tuổi của DC United và hiệp hội bóng đá Arlington. Ngoài ra thì Barron Trump còn dành niềm yêu thích đối với bộ môn golf. Cậu thường xuyên dành ra thời gian theo cha tới các câu lạc bộ golf của ông. Đó là khoảng thời gian mà Barron Trump và cha cậu gần gũi thân thiết với nhau nhất. Theo Minh Hạnh, STMP, Đời sống và Pháp luật, 24 giờ, Lâu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.